Cho một phần đi, ném nướng nha chan. $45,000 Noodles with the fermented pork roll. About $2. Dipping sauce. So we are at the street food place next to the Wang Kim Lake Walking Street Saturday afternoon. That's like $2 there. Really good. $2. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.